Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Một người Việt bị bắn chết ở Campuchia. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong vụ xô xát ở thủ đô Phnom Penh. Sự việc xảy ra ngày 29 tháng 7, công dân Việt Nam thiệt mạng sinh năm 1988, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao hôm nay. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang xác định danh tính nạn nhân, yêu cầu phía Campuchia bắt hung thủ và phối hợp với cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân. Khmer Times trước đó đưa tin vụ xô xát xảy ra vào 13 giờ 25 phút ngày 29 tháng 7 tại khu Khanboen Khenkhan, thủ đô Phnom Penh. Nạn nhân và nghi phạm đã tranh cãi gay gắt. Khi nạn nhân định rời đi, nghi phạm rút súng và bắn chết người này rồi lên ô tô rời hiện trường. Cảnh sát Campuchia đã mở cuộc điều tra và bắt nghi phạm là một người đàn ông. Thi thể nạn nhân được chuyển đến chùa Tung Men Chen trong thời gian chờ thân nhân đến nhận. Tin tiếp theo, Nga phá âm mưu tập kích UAV thủ đô Moscow. Bộ phòng Nga thông báo hạ 3 UAV Ukraine tập kích thủ đô Moscow, cáo buộc đây là hành vi khủng bố. Nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một vụ tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái UAV vào các mục tiêu ở thủ đô Moscow đã bị phá, Bộ phòng Nga thông báo trên Telegram hôm nay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt tập kích sử dụng 3 UAV, một chiếc bị bắn hạ, hai chiếc bị áp chế điện tử trên một tòa nhà phức hợp. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin trước đó cho biết các UAV Ukraine đã tập kích trong đêm khiến hai tháp phòng bị hư hại bên ngoài. TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp nói một vụ nổ xảy ra ở tầng 5 và 6 tòa nhà IQ qua giờ 50 tầng bên bờ sông Moscow nhưng không gây thương vong hay hỏa hoạn. Trong khi đó, vụ nổ ở tháp Oko 2 gần đó làm vỡ kính ở tầng 3 và 4 khiến một bảo vệ bị thương. Sân bay quốc tế Nukovo của Moscow tạm dừng hoạt động trong sáng 30 tháng 7. Các chuyến bay đến được chuyển hướng sang sân bay khác, hãng tin cho biết thêm. Đây là lần thứ ba thủ đô Moscow và khu vực lân cận bị tấn công bằng UAV trong tuần này. Bộ phòng Nga ngày 28 tháng 7 thông báo phòng không nước này hạ UAV Ukraine trên đường tập kích mục tiêu tại tỉnh Moscow. Lực lượng tác chiến điện tử Nga ngày 24 tháng 7 chế áp 2 UAV và khiến chúng rơi tại Moscow, không có thiệt hại hay thương vong trong vụ tập kích. Bản tin tiếp theo, tăng thiết giáp phương Tây lay hoay trước phòng tuyến Nga ở Ukraine. Xe tăng và thiết giáp phương Tây từng được kỳ vọng hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch phản công của Ukraine, nhưng thực tế đang cảm thấy điều ngược lại. Tướng Olenka Tanaki, chỉ huy chiến dịch phản công của Ukraine ở khu vực miền nam nước này thừa nhận phòng tuyến Nga dựng trên đang gây khó khăn rất lớn cho các thiết bị quân sự mà phương Tây viện trợ cho Kiev, trong đó có xe tăng và thiết giáp. Ông cho biết lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để vượt qua những bãi mìn nhiều lớp và các tuyến phòng thủ kiên cố. Đó là lý do hầu hết mọi nhiệm vụ đều do bộ binh thực hiện, Tanaki nói thêm rằng quân đội Nga đã cho thấy hệ thống phòng thủ của họ chuyên nghiệp như thế nào, qua đó ngăn chặn hiệu quả lực lượng Ukraine tiến công nhanh. Tôi không hề đánh giá thấp đối phương. Các báo cáo mới nhất từ Mỹ cho thấy Ukraine đang bắt đầu đẩy nhanh chiến dịch phản công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở ở Washington cho hay quân đội Ukraine dường như đã chọc thủng một số vị trí phòng ngự kiên cố của Nga. Nhưng đến nay, có đích bằng chứng cho thấy xe tăng và thiết giáp do phương Tây hỗ trợ có thể xoay chuyển cán cân chiến sự theo hướng có lợi cho Ukraine. Trong những ngày đầu tiên của cuộc phản công, một số xe tăng Leopard và thiết giáp Bradley của Mỹ đã bị hư hại hoặc phá hủy gần thành phố Oryxia, tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine. Lữ đoàn 47 của Ukraine, phần lớn được phương Tây huấn luyện và trang bị để chọc thủng phòng tuyến Nga, đã sớm bị chặn lại bởi những bãi mìn rồi sau đó trở thành mục tiêu cho pháo binh. Nga đã công bố nhiều hình ảnh cho thấy xe tăng và thiết giáp phương Tây bị hạ gục trên chiến trường. Nhóm phóng viên BBC mới đây được phép tới tham xưởng giải chiến của một lữ đoàn Ukraine ẩn mình trong vùng rừng xíu sau chuyến tuyến. Họ đang cố gắng sửa hàng chục thiết giáp, hầu hết là mẫu Bradley do Mỹ sản xuất. Chúng đều đến tay Ukraine nguyên vẹn, nhưng nay mang trên mình đầy thương tích của chiến trường. Dây xích bị đứt và bánh xe bị vên, những dấu hiệu cho thấy chúng đã trúng mìn của Nga.
Sửa chữa càng nhanh thì chúng tôi càng có thể đưa chúng trở lại chiến trường càng sớm. Sehi, một kỹ sư tại xưởng nói, nhưng anh cũng thừa nhận rằng một số chiếc không thể sửa chữa nếu không tìm được phụ tùng thay thế. Chúng tôi có thể phải trả lại cho các đối tác để sửa, anh cho hay. Mặc dù xe thiết giáp phương Tây giúp bảo vệ các binh sĩ Ukraine tốt hơn, chúng không thể xuyên thủng thận địa mìn của Nga, một trong những rào cản lớn nhất với Kiev. Xác những xe bọc thép Matic do London cung cấp cho Kiev nằm rải rác trên mặt trận miền nam Ukraine. Lữ đoàn 47 hiện sử dụng một số xe tăng cũ hơn từ thời Liên Xô để rà phá các bãi mìn, nhưng họ không thể luôn thoát khỏi chất nổ giấu trong lòng đất, ngay cả khi được trang bị thiết bị rà phá bom mìn chuyên dụng. Khi lính Ukraine đến chiến hào, họ chỉ cần nhấn nút và tất cả nổ tung, giết chết những đồng đội của chúng tôi, anh nói. Theo lời đó, chiến thuật này đã được Nga sử dụng trong 2 tuần qua. Tin thứ tư, Tổng thống Ukraine thăng đặc nhiệm gần Bakhmut. Tổng thống Zelensky thông báo ông đã thăm lực lượng đặc nhiệm ở Ukraine đang tác chiến gần tiền tuyến ở Bakhmut. Tôi đã đến chúc mừng chiến sĩ tại cứ điểm tiền phương của lực lượng đặc nhiệm ở mặt trận Bakhmut nhân ngày truyền thống của lực lượng. Tôi đã nghe báo cáo từ chỉ huy và trao đổi cùng quân nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 7 tuyên bố. Ông nói không thể tiết lộ cụ thể địa điểm và hoạt động của đặc nhiệm Ukraine ở tiền tuyến Bakhmut vào thời điểm này, nhưng nhấn mạnh nhiệm vụ của họ rất quan trọng đối với đất nước. Ông bổ sung rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine vừa góp công tái kiểm soát làng Taromasiuki ở mặt trận phía nam. Một trong các hình ảnh được công bố cho thấy ông Zelensky cùng các sĩ quan xem bản đồ tác chiến trong căn phòng không cửa sổ. Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ Ukraine đã trao huân chương anh hùng cho 17 thành viên lực lượng đặc nhiệm, trong đó có 13 trường hợp truy tặng sau khi quân nhân đã tử trận kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Ông Zelensky còn tiết lộ mình đã đến thăm một số thị trấn ở miền đông Ukraine, trong đó có Chasivya, Ramatot và Rurika. Văn phòng tổng thống Ukraine bổ sung rằng ông Zelensky đã nhận báo cáo về mạng lưới tình báo trong những ngày lãnh thổ Ukraine đang do quân đội Nga kiểm soát. Ukraine đang nuôi hy vọng nhìn lại Bakhmut sau khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố vào tháng 5. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia hôm 10 tháng 7 cho biết quân đội Ukraine đã chiếm được những cứ điểm cao gần Bakhmut và đang bao vây quân đội Nga. Các đơn vị thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner từng đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut để rút khỏi thành phố và bàn giao vị trí cho quân chính quy Nga. Đặc nhiệm Chechnya vào đầu tháng 7 được điều động đến Bakhmut hỗ trợ phòng thủ. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Lăng mộ nhiều lần bị trộm của Tào Tháo. Tào Tháo từng trộm mộ lấy vàng bạc để nuôi quân, và khi nhà chính trị này qua đời, nơi chôn cất ông cũng không thể tránh khỏi bị đào trộm. Tào Tháo sinh năm 155, mất năm 2020, là nhà chính trị, quân sự, nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Ông là người đặt nền móng quân sự thành lập chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc, thành lập năm 2020 và sụp đổ năm 2080, sau khi được con trai tri tôn là Ngụy Vũ Đế. Sử sách ghi rằng thời mới đi chinh phạt, Tào Tháo nảy ra ý định trộm mộ để nuôi quân. Để đảm bảo việc trộm mộ có tổ chức, hiệu quả cao, ông thậm chí còn đề ra các chức vụ trong quân như quan khai mộ, quan thống kê vàng bạc. Do đó, dân gian gọi Tào Tháo là tổ nghề giới trộm mộ. Vào năm 200, văn nhân nổi tiếng Trần Lâm từng chỉ trích Tào Tháo cướp mộ của Lương Vương Lưu Vũ, sinh năm 188, mất năm 144 trước công nguyên, và Lý Hoàng Hậu ở núi Mang Đảng, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày nay. Thủy Kinh Chú, bộ sách cổ đại biên soạn thời Tam Quốc viết rằng Tào phát binh, phát mộ Lưu Vương, phá quan tài, đem đi vạn cân vàng. Tào Tháo nuôi quân 3 năm nhờ số vàng này. Do đó, Tào Tháo lo lắng mộ của mình cũng sẽ bị đào trộm. La Quán Trung viết trong tiểu thuyết Giả Sử Tam Quốc Diễn Nghĩa rằng trước khi chết, Tào Tháo ra lệnh chôn cất ông ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc và lập 72 ngôi mộ để tung hỏa mù phòng ngừa trộm cắp. Tuy nhiên, Tam Quốc Chí, sử liệu chính thức về thời Tam Quốc, không có mô tả nào như vậy mà chỉ viết Tào Tháo ra lệnh không chôn vàng bạc trong mộ ông. Hàng nghìn năm trôi qua, bí mật về nơi an nghỉ của Tào Tháo cũng như cuộc đời ông luôn thu hút chú ý và tranh cãi. Cuối năm 2009, sau hàng loạt nghiên cứu khảo cổ,
Các nhà khoa học đã xác định ngôi mộ ở thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là của Tào Tháo. Phan Vĩ Bân, nhà nghiên cứu tại Viện Di tích Văn hóa Khảo cổ học tỉnh Hà Nam cho hay, manh mối về mộ Tào Tháo xuất hiện năm 1998 khi người dân Tây Cao Huyệt phát hiện tấm bia liên quan đến Lỗ Tiềm, quan thời hậu Triệu, sinh năm 319, mất năm 352. Tấm bia mô tả đường đi tới mộ Lỗ Tiềm như là hé lộ về mộ Tào Tháo, từ phía Tây cầu Cao Quyết đi về phía Tây 1420 bước, rồi đi về hướng Nam 170 bước là đến góc Tây Bắc lăng mộ Ngụy Vũ Đế. Từ đây đi về hướng Tây 40 bước, rồi đi về hướng Bắc 250 bước là mộ Lỗ Tiềm. Ông Phan cho hay năm 2002, người dân trong thôn lấy đất để nung gạch ở khu vực này, phát hiện chất đất khác thường, rất rắn chắc nhưng không rõ lý do. Tới năm 2005, hố đào để lấy đất đã sâu tới 5 mét và có người phát hiện nó thông với một ngôi mộ cổ. Các dấu vết cho thấy ngôi mộ từng bị trộm. Dân làng đã lấp hố nhưng sau đó vẫn có kẻ trộm tới đào mộ. Để bảo tồn ngôi mộ, chính quyền Trung Quốc cuối năm 2008 cho phép tiến hành khai quật khảo cổ. Từ tháng 9 năm 2009, việc khai quật lăng mộ được tiến hành. Ngôi mộ bấy giờ rất lộn xộn, Phan Vĩ Bân nói. Lăng mộ làm bằng gạch, hướng về phía đông có hình dạng giống chữ giáp trong tiếng Hán khi nhìn từ trên cao. Nó có diện tích khoảng 740 m², điểm sâu nhất nằm khoảng 15 m dưới mặt đất. Lăng mộ có hai gian chính, bốn gian bên và các lối đi thông nhau. Lối đi xuống dài 39,5 m và rộng 9,8 m. Kẻ trộm đào nhiều lỗ trên mặt đất và tường. Các nhà khoa học xác định ngôi mộ bị trộm ít nhất 7 lần, cả thời xưa lẫn hiện đại. Họ tìm thấy bao gói mì ăn liền, đèn pin, vỏ chai nước khoáng, thuốc lá trong mộ. Ngày 11 tháng 11 năm 2009, sau khi làm sạch một mảnh đá, các nhà khảo cổ phát hiện có dòng chữ Ngụy Vũ Đế thường dùng. Họ ghép cùng những mảnh khác được tấm thẻ hoàn chỉnh có tên Cách Hổ Đại Kích Ngụy Vũ Đế thường dùng, chỉ thứ vũ khí yêu thích của Tào Tháo. Hài cốt của ba người được khai quật được xác định là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, một phụ nữ ngoài 50 tuổi và một cô gái ngoài 20 tuổi. Các nhà khoa học cho rằng người đàn ông chính là Tào Tháo. Giới chức phát hiện khoảng 250 di vật trong lăng mộ, bao gồm tranh đá mô tả sinh hoạt xã hội vào thời Tào Tháo sống, các tấm bia có khắc các vật hiến tế, một số vật dụng được đề là đồ dùng cá nhân mà Tào Tháo thường sử dụng, trong đó có gói đá. Ngoài ra còn có đầu sứ tráng men ngọc, sứ tráng xuất xứ từ nhiều vùng ở phía Nam Trường Giang. Các chuyên gia đánh giá nhiều di vật là đồ hiếm trong thời đại Tào Tháo sống, phản ánh địa vị đặc biệt của ông. Tuy nhiên, người xưa đã thật sự tuân theo di huấn của Tào Tháo là mai táng đơn giản. Chắc chắn là nhiều di vật đã bị trộm mất, nhưng liệu trong đó có vàng bạc châu báu không? Tôi nghĩ là không, Phan nói. Điều đó dường như khiến một số du khách đến tham quan bảo tàng lăng mộ Tào Tháo được khai trương hồi tháng 4 cảm thấy hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ lăng mộ Tào Tháo phải sánh ngang với các lăng mộ các vương hầu nổi tiếng thời Hán. Không biết có phải vì có ít di vật đáng chiêm ngưỡng hay không? Tôi thấy hơi thất vọng, một người nhận xét trên mạng xã hội. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của kênh ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị, các bạn khán giả gần xa nhé. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những tin tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. We'll be right back.